Đẹp trai thì ai cũng thích hết, nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá em giữ không nổi, giữ mệt không nổi lắm. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng rồi, làm anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đó, trời dễ thương vậy không? Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Phan Hải Đăng. Em 25 tuổi. Hiện là em đang làm kỹ sư dịch vụ cho công ty điều hòa không khí Daikin. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Rồi, dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên là Võ Thị Thanh Nhàn. Năm nay em 24 tuổi. 24 dạ. Tuổi. Quê em ở Bảo Lộc và hiện tại em đang công tác tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Em xuống đây lâu chưa? Dạ, em xuống đây được 6 năm rồi ạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em hay quan tâm đến mọi người. Điểm yếu của em là thường thường thì em rất là kiểu như là ngủ không ai có thể thức dậy khi mà mình chưa muốn ạ. À, có nghĩa là khi nào muốn dậy dậy, còn không thôi là ngủ, không ai kêu dậy được hết á, đúng không? Dạ, đa số là như vậy. Cũng có một lần là em đi casting bạn muốn hẹn hò thì có bạn thân em đi cùng. Cái hôm đó là hẹn là 7:30 có mặt để đi ăn sáng. Cái em ngủ đến 8 giờ, khi mở điện thoại ra thì có 30 cuộc gọi nhớ của bạn. Trời đất cơ, rồi cuối cùng bạn em tới hẹn hò trước em luôn. Dạ không, bạn em vẫn đợi ở quán. Rồi, rồi còn Đăng, em dạ. Khuyết điểm, ưu điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể sống tự lập, quan tâm đến mọi người. Em biết nấu ăn, có một ưu điểm nữa là em biết sửa máy lạnh. Cái đó là nghề nghiệp khác rồi. Sửa máy lạnh được không? Ưu điểm gì? Ở nhà dù mà có những cái máy nào mà hư em có thể sửa được. Máy nào cũng sửa được hết. Em mò sửa được thì sửa, cũng sửa được đem ra tiệm. Hy vọng là anh có thể sửa được em. Có sửa được em. Dạ, anh hy vọng rồi. Khuyết điểm em có gì không? Em thì có một cái tật xấu cũng vui, đó là em ngủ thường hay hả họng. Hả họng. Có khi nào ai bỏ gì vô chưa? Dạ mẹ em nói bữa nào thì để mẹ bỏ cục muối vô cho. Thì đó. Dạ, còn một khuyết điểm nữa là em nóng tính. Em mới vô công ty á, thì em công việc của em là tiếp xúc với khách hàng. Nói chung là mới vô mình chưa có kiềm chế được cảm xúc á. Người khách hàng người ta cãi á, mình cãi ra luôn. Mình cãi lộn ra luôn. Bây giờ thì bị sếp la. Qua lần đó thì em cũng rút kinh nghiệm từ từ. Em đang tập cái tính kiềm chế cho bản thân mình lại. Sửa máy lạnh cho người ta mà cự với người ta là bỏ sửa luôn, đúng rồi ông ơi. Cái những trường hợp mà không phải lỗi của máy mình á. Người ta khách dạ. Hàng là thượng đế không? Cãi người ta luôn rồi mất khách của chủ, la là phải tại, rồi. Tại em giải thích cho họ là đây là cái lỗi là không phải lỗi của do bên máy. Nhưng mà họ cố tình không chịu, nóng quá cả luôn chị. Hay quá. Tình trường sao em? Tình trường của em thì em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất thì em cũng quen được hơn 1 năm. Bạn trai về quê lấy vợ. Kỳ vậy, chị đang quen mình đi về quê lấy vợ, không có báo trước luôn hả? Bạn trai báo về quê thì mình cũng thương, thì mình cũng có nghĩ là mình sẽ về quê theo. Thời gian khi mình tìm hiểu xong thì mới biết là ở ngoài quê bạn trai cũng có mối tình 11 năm. Trời đất ơi, là về lấy cái cô 11 năm đó. Dạ yeah. Thì hồi trước em cũng hiền lắm, tính của em thì cũng không hẳn là hay soi mói hay xem điện thoại hay là các bạn trai. Nhưng mà khi mà mình cũng có thấy một vài tin nhắn hoặc là lâu lâu cũng có gửi quà về thì em cũng hỏi, thì kêu là bạn này là bạn học chung, rồi nhờ mua cái này, nhờ mua cái kia gửi về. Rồi cũng hay nhắn tin gọi điện thì kêu là bạn bè quan tâm nhau thôi. Ý đến vấn đề cái giác quan thứ sáu của em nó bị tắt rồi hay gì á. Mấy cái đó phải nhạy cảm chứ, đâu mà gửi cho bạn một người gái mà gửi hoài và điện thoại mà em không nghi ngờ. Thôi rút kinh nghiệm lần sau nha em. Dạ. Bên kia có một mối tình, bên đây có mấy mối tình? Em thì có 2 mối tình. Thì mối tình gần nhất thì bạn đó thì cái tính bạn trẻ con quá. Nãy anh nghe em nói là có kiểm tra điện thoại á, thì bây giờ em còn có cái gọi là thích kiểm tra điện thoại không ha? Thực ra thì em cũng không có thích, có thói quen là hay kiểm tra điện thoại lắm. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà anh có cái gì đó thì giấu cho kỹ, đừng có để em biết. Anh cũng không thích bạn nữ mà kiểm tra điện thoại. Tại vì có những thứ làm như vậy thì làm cho bạn nam thấy khó chịu, thấy bị không được tôn trọng. Cũng có qua có lại, nghĩa là em không biết về nhiều anh thì anh cũng không được kiểm tra cái riêng tư của em vậy là được. Đúng rồi, anh không bao giờ kiểm tra điện thoại. Sao cái này giống ông ăn chả bạn em quá vậy. Trời ơi, chưa có yêu nhau mà còn là nói không cho cái này, không cho cái kia. Đừng có kiểm tra điện thoại gì của nhau hết.
đừng có xài chung cái gì hết, cũng đừng có ở chung luôn, cũng đừng có nói chuyện chung, đừng chi chơi chung luôn, coi gì vậy không liên quan khỏe. Trời ơi. Được không? Được không nha. Ở chung được anh. Bạn nữ bên đây nhìn nó là nữ tính nhưng mà bạn này rất là mạnh mẽ nha. Trong ngành của em á thì hay có sức khỏe rất là tốt. Tại vì làm hay bê vác bệnh nhân, nói chung là em khỏe lắm. Khỏe lắm. Ủa, em bê vác bệnh nhân luôn hả em? Dạ cũng có, khi mà bệnh nhân bị tai biến hay gì đó mình tập cho bệnh nhân cái tư thế đứng ngồi. Có nhiều bệnh nhân rất là to, rất là bự. Hoặc là bệnh nhân nằm thì mình tập cho bệnh nhân cái tay chân lá lá bên kia. Giờ chị cho cái anh kia anh nằm này, em thử em bê lên coi nổi không nha. Dạ chắc nổi. Ồ ghê vậy. Em bê mình lên nổi không? Dạ mình bê theo có tư thế để mình bê chứ không phải là cứ đứng lên là không, mình bê. Không thì một lát em kiếm cái thế nào em bê thử chị coi nha. Dạ. Khỏe rồi em trai, em khỏe rồi đó. Khỏe có đó. Gì là em xỉn là bạn kia bê ha. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai trong tương lai mình là như thế nào? Em tìm người bạn trai chín chắn một chút, biết quan tâm một chút, không cần đẹp trai, không có em gái mưa hay là bạn gái cũ hay là người bạn yêu thân gì. Đồ dạ, mua quà giùm đồ ha, đừng có dạ. Mấy cái đó ha. Em có em gái mưa không? Dạ không anh, người yêu cũ mà chia tay rồi thì mình cứ cắt cắt đứt luôn. Đừng có nhắc gì yêu cũ, dạ. Bắt đầu từ bây giờ nha. Dạ dạ. Nhất định không có em gái mưa nha. Dạ dạ. Có em nuôi được. Em nuôi được không em gái? Dạ không. Không luôn. Bây giờ rồi. Em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em diễn tả đi, bên kia anh Quỳnh Linh anh kiểm tra giùm cho em. Cao hơn em cao 12cm. Em cao mấy? Em cao 1m52. 52 đây 53, cao hơn rồi đó. Yên tâm. Cũng bình thường, đừng có mập quá, em không thích bụng bự. Còn nếu mà hói chút cũng được, không sao. Hói được mà bụng bự là không được. Nhưng mà hói chút thôi, đừng hói nhiều quá. À hói chút thôi. Hói hói, em coi hói cỡ này được không? Dạ được. Cũng được. Ai mà thích hói thì tôi thấy dễ thương rồi đó. Bên đây, trời ơi, hói đều quá chân. Hói từ phía sau, hói tới luôn. Em không thích đẹp trai hả? Hay là... Không, không thích đẹp trai mà anh này lỡ đẹp trai rồi. Đẹp trai thì ai cũng thích hết. Nhưng mà vừa vừa thôi, đừng có đẹp trai quá. Em giữ không nổi, giữ mệt nổi lắm hả? Em ghét cái gì nhất của đàn ông? Hút thuốc. Hút thuốc? Dạ không. Không có, khỏe. Vậy là được rồi anh. Vậy thôi đó hả, đơn giản quá vậy. Đơn giản dạ. Vậy được rồi. Uống bia có được không em? Ừ. Anh uống nước nhiều không? Khoảng 4 chai đủ. Chắc em tiếp anh được á. Trời ơi. Nghe hỏi là nghi rồi. Yên tâm, những cái gì em đưa ra nãy giờ là đáp ứng nhu cầu hết rồi đó. Dạ. Bên kia đưa ra cái mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Ngoại hình thì trên 1m50 là được rồi. Rồi. Dễ nhìn là được. Quá dễ nhìn luôn. Dễ nhìn lắm. Còn gì nữa không? Nếu mà da trắng thì càng tốt chị. Có trắng. Tóc thì không nhộm màu sặc sỡ, ví dụ như màu đỏ, màu xanh rồi em không thích. Hơi xanh thôi chứ cũng không xanh lắm. Anh về nhậm lại. Hả trời ơi, tóc gì đâu có quan trọng. Cái màu sắc cho nó đẹp thôi. Không, màu được nhưng mà đừng có màu sặc sỡ. À. Dạ. Rồi có cái gì em không thích ở người phụ nữ không? Kiểu như là đua đòi, chân diện quá chị. Rồi lấy nhau về mình sống ở đâu em? Có làm mình có làm dâu không? Nhà em thì ở quận 9 nên có bạn nữ nếu làm dâu được thì ở đến nhà em. Em biết nấu ăn không em? Em nấu ăn cũng nhiều á. Em cũng hay tò mò nấu ăn lắm. Nhưng mà nấu xong mỗi lần ăn là toàn bị lắc đầu. Không vậy là được rồi, có tinh thần nấu ăn là được rồi. Dạ. Còn ngon hay không là mình tập từ từ thôi, không sao. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với ba người bạn thân của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh, dạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Em thấy anh khá là chững chạc, khá là hợp với Nhàn. Em thấy chịu đó. Thôi thì hai người bấm nút đi. Rồi có gì sang năm tụi em súng xính đầm váy ăn cưới. Chịu rồi đó. Em đi với ai em trai? Dạ em đến đây đi với ba em. Em chờ bác. Em chờ bác. À rồi chào chú. Chào Quyền Linh, chào Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả, tôi là ba của Hải Đăng. Nói chung tôi dễ lắm, do con cái mà nó chịu đâu là mình chịu đó à. Thì ba thấy cô ở đây thì cũng được. Cho bác hỏi con có đạo không? Dạ con thì con không có đạo. Con thấy lát bấm nút rồi, mở ra bấm nút rồi. Ba hỏi một câu vậy thôi, ba kêu bấm nút rồi đó. Dạ. Vậy là đàn trai đàn gái thấy ổn rồi ha. Dạ. Rồi. Bây giờ quan trọng là do hai đứa thôi. Mình cảm nhận về nhau nha. Mở rào. Gặp rồi. Anh có món quà tặng em. Này là con chó bông, chắc em là tuổi chó đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Hy vọng là anh chăm tết. Rồi, cảm ơn em. Hai đứa nó dễ thương dữ vậy ta. Được á. Tóc vậy được không em? Dạ được chị, đẹp chị.
nếu mà mình bấm nút á thì em thích đi đâu chơi hay là? Em thì thích những chỗ nào yên tĩnh một chút, ví dụ như mình có thể đi dạo bờ sông chẳng hạn. Còn nếu mà đi xa thì anh muốn thì em sẽ dẫn anh về quê, quê của em ở Bảo Lộc, khí hậu mát mẻ lắm. Anh cũng thích khí hậu trên đó. Dạ. Anh, em thấy anh thế nào? Đẹp trai. Có chững chạc không? Có giống như mình hình dung không? Dạ cũng chững chạc. Rồi giờ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế gia đình thì chắc là em. Em không thích cho đàn ông cầm tiền đâu. Đúng rồi, anh giữ tiền thì anh cũng xài không đúng đâu. Dạ đúng rồi. Bê bê đứng lên bê anh thử coi. Bây giờ em đứng lên cho bê thử coi. Em nhắc thiệt không anh... chị? Thiệt chứ không thì nó giỡn chi. Em làm sao mà anh coi như anh em bị đau đâu đâu. Em bị đau đâu? Ví dụ đau chân đi thì sao? Em làm sao mà em cho mọi người thấy em khiêng anh lên được chị đi. Nhưng mà anh thấy mấy người trong phòng phục hồi chức năng toàn là nằm không à? Người ta nằm. Đâu ai đứng nổi đâu. Nằm đi cơ, nằm đi cơ. Em nằm đi em. Mình nằm đi cho người ta mình... thử sao được không chị? Không, không phải thử được có khỏe không chứ. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm dài coi gì đau con chân mình nè. Nằm đại gì đi. Thử nha. Bị kiến cắn liệt cái ngón chân. Rồi đó. Như này thì hơi khó một chút. Bẻ cho loại chân luôn. Ví dụ bây giờ anh ngồi lên ghế đi. Em đỡ tư thế nhá. Anh đừng có làm gì hết nha. Rồi. Anh đừng rồi, làm anh gì. Anh vịn hai cái vai của em. Sợ người ta làm gì nữa. Rồi. Đấy là cái tư thế bình thường em hay đỡ bệnh nhân đứng lên. Ôi, chân nó đứt dây thùng quần á. Thường thường là nó... gì đâu ngại, mình làm nhân viên gọi là kỹ thuật viên phục hồi chức năng, cái gì đâu ngại đúng không em? Dạ. Anh thấy người ta là dở chân dở tay. Đúng rồi. Quăng qua quăng lại đúng không? Dạ. Rồi bây giờ sẵn đứng rồi đó, giờ tặng nắm tay bạn gái cái đi đó, hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận nè, có món quà gì đã tặng cho nhau nha, để nguyên vậy đi, nhìn mặt nhau hát cho tao nghe đi. Bây giờ em sẽ hát tặng anh một bài, nhưng mà em hát thì cũng không được hay lắm. Hôm nay lên đây thì hơi run một chút. Này người em yêu, chầm tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có trăng, có anh và có em, về nên chính tình yêu như là cô tinh. Nhớ lắm anh ơi, phù vờ những câu dân hơn, mỗi khi nhớ đến anh em hay trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vô về. Để bây giờ em nhớ em mơ. Sao ta hát mà mặt em đơ cho em cảm nhận chị. Em đơ cho em cảm nhận gì em nói chị nghe coi, em cảm nhận sao nãy giờ. Chứ chị thấy cái mặt em đơ dữ lắm luôn đó. Thì anh cũng hát dở, anh cũng tặng em. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh. Là nghe những tâm tư này, là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây là trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Lúc nãy anh nói là anh có biết nấu ăn đúng không? Ví dụ như em về nhà có cả ba mẹ anh nữa, thật sự là em nấu ăn cũng không có ngon lắm đâu. Với lại em cũng không có biết khẩu vị, em không biết ăn là khẩu vị của mình nào. Em ba mẹ em thì cứ đưa cho em nấu ăn thì em nấu sao ba mẹ em ăn vậy, không có chê hay không có gì hết. Nên em hy vọng là ví dụ như em mà về nhà nấu ăn á thì anh biết nấu ăn thì anh chỉ cho em, còn không được thì anh nấu cho em cũng được. Cái đó anh đó thì anh dạ. Sẽ giúp cho. Dạ. Dạ. Thì có một câu nói là đằng sau thành công của người đàn ông á thì sẽ có bóng dáng của người phụ nữ. Dạ. Mà cái người phụ nữ đó bây giờ thì mẹ anh đang tạm giữ vai trò đó. Anh hy vọng em là sẽ thay thế mẹ anh để giữ cái vai trò này. Dạ. Em hy vọng em sẽ đồng ý. Em cũng sẽ cố gắng hết trong khả năng của mình. Còn ví dụ như chắc chắn là sẽ có nhiều cái thiếu sót. Như lúc đầu mình chưa được thì mình sẽ từ từ mình khắc phục, chứ không có thể nào mà về mà sẽ gánh vác luôn được. Đúng rồi, thì không ai có thể là hoàn hảo hết. Dạ. Rồi, hết thời gian. Hai bạn nhắm mắt lại kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Bấm nút là ta đồng ý hẹn hò và tiến xa hơn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1
2 3 hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Thủ tục đầu tiên của chương trình, bạn muốn hẹn hò? Không luôn. Rồi, em cho phép anh không? Đó, trời dễ thương vậy đó. Hả? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính à, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi công tác. Không, tăng ca, em đi công tác thôi. Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Cái vấn đề là công việc mà, với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Cho nên là hầu như sẽ không có cái ngày nghỉ chủ nhật. Chỉ là thôi buổi tối thì được. Giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cũng nói là tự lập, nên là mình sẽ riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. Nếu anh thích làm dâu thì cái này là mẹ này hoan nghênh. Dạ. Mẹ là thích nói con dâu, giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Mời bạn Nam. Thôi chào bạn, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Dạ, em chào chú Quỳnh Linh, em chào cô Cát Tường ạ. Con tên là Nguyễn Trọng Kỳ, năm nay 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc. Kinh doanh về địa ốc, dạ. Tức là bất động sản đó đúng không? Dạ. Trọng Kỳ, 28 tuổi, làm kinh doanh bất động sản. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô. Quê Vũng Tàu, rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Và chào bạn Nam bên kia ạ. Em là Nguyễn Thị Mừng, em đến từ Bình Định ạ. Em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm. Mình vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ. 8 năm. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì nấu ăn được ạ. Em là người sống tích cực ạ. Em không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Em vui vẻ. Vui vẻ? Dạ. Điểm yếu của em là hơi ương bướng một xíu. Nhưng mà không đến nỗi lúc cố chấp ạ. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình. Nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được, mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ. Tức là rất là thích đi phượt và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó cô. Còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc. Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia. Thể thao thôi? Dạ. Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lạc bộ Bạch Hổ ở Gò Vấp. Về dạy về cái gì? Môn gì? Dạ môn taekwondo ạ. Ồ, đánh võ đó hả? Dạ. Võ sĩ mà sao căng thẳng quá vậy? Dạ. Em bên đây Bình Định phải không em? Dạ đúng rồi. Bình Định là cũng cởi voi đi quyền là cũng võ rồi dữ lắm á. Em có võ gì không? Em chạy giỏi thôi chị. Hả? Em chạy giỏi thôi. Chạy giỏi hả? Năm trận là mình chạy. Đúng rồi chị. Bên kia có thù với âm nhạc. Bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn. Em nói trước là em hát hơi dở không chị? Ở bên kia người ta có thù với âm nhạc. Mình cỡ nào cũng hay hết trơn á. Dạ. Bèo giạc mây trôi chốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi bèo giạc. Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, thật ra là có một mối tình chính thức ạ. Một mối tình chính thức, dạ. Bao lâu? Dạ, 6 năm và đã chia tay cái đó 4 năm. 6 năm? 6 năm sao chia tay? Do chia tay là do vì em ham công tiếc việc quá. Cứ muốn cho ổn định rồi á thì mới để cưới người ta. Nhưng mà mình rồi mình bỏ bê họ. Đúng tiếc rồi, quá. Ai mà chờ đợi mình nổi. Con gái người ta có một thời xuân sắc à, quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc người ta phải đi thôi. Rồi, bạn gái tình trường mình sao? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Một mối tình từ thời mới ra trường ạ. Sau này em có quen một người nữa nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài đó chị. Thì sau đó thì chắc là sai mặt, chắc lòng rồi chị. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Quan tâm hàng đầu của em về tính cách ạ. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào. Xin chào bạn nam bên đó ạ. Chào bạn nữ. Hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ. Anh có nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi. Chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên. Thì nếu mà thực sự chúng ta có cái nợ á thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra. Rất hay. Còn mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của cháu là vui vẻ, hòa đồng, biết đồng cảm, chia sẻ cùng nhau. Và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẽ chia những cái khó khăn với nhau. Em có biết võ không em?
Dạ, như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh. Tức là muốn người yêu có vỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là chuyển kỳ quý vị. Nhưng mà mình muốn một bạn nữ á, mình phải biết cứng rắn mạnh mẽ. Đôi khi phải biết tự bảo vệ mình rồi. Và cái mẫu con gái là phải tóc là phải tóc dài. Tóc dài. Gì nữa? Dạ, tóc dài, người dài, chân dài. Có. Mũi dài. Bây giờ muốn tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào? Cháu nghe thì nó thấy cái giọng nói cũng rất là ngọt. Có thể nó có một bạn gái rất là xinh. Xinh, rất là xinh. Tóc thế nào? Tóc dài, tóc dài. Rất dài. Rất dài. Chào em gái. Chào anh ạ. À, dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Chàng trai bên đây thì hơi... gọi là kỹ tính chút xíu. Em thích những người kỹ tính. Kỹ tính tốt ha. Dạ. Yeah. Rồi, em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Xòe xòa. Xòe xòa. Người này kỹ tính không có xòe xòa rồi. Em không thích bạn nam hút thuốc á. Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính chừng nào tiến tới hôn nhân? Bạn nam. Nếu mà có duyên có nợ coi thì chắc không phải qua năm. Qua năm. Dạ. Bạn gái muốn bao lâu? Nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn thôi. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ, cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý? Chồng khôn đưa cho vợ giữ. Chồng khôn đưa vợ giữ. Cao ráo ha, tướng ta cũng hợp nhau. Được. Có thể là được đó. Bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Ông Mai bà mối là thấy ổn đó. Em trai đi với ai? Dạ, cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái. Cho gặp chị gái trước đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình. Còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của bất động sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó. Chúc em chốt cọc thành công nha Kỳ. Chốt cọc ha. Bạn gái mình đi với ai? Hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Về bé Mừng thì là một người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Về bạn nam bên này á, nhìn thì rất là đứng đắn và chân chạc. Hai người thì chắc nghĩ là nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau. Mở hàng rào. Nào. Có quà tặng em. Đây là chả lụa do em tự làm ạ. Cảm ơn em. Thấy không? Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Đầu tiên anh thấy cảm nhận như thế nào vậy anh? Mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết. Nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là em thấy anh là người chín chắn và em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được. Anh thấy em rất là dễ thương. Với lại mà giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ cái này ngắn để dài được. Rồi chúng ta nói chuyện về tình yêu đó các bạn. Anh nghĩ là hôm nay chúng ta tới đây là cái duyên. Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là cái gì. Cần phải có thời gian để tìm hiểu. Không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau. Ta nói là một giây nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa. Hẹn hò đi các bạn. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Gò Vấp anh. Anh cũng ở Gò Vấp. Cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính ạ. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tân công ca. Tác. Không, tân ca, em đi công tác anh. Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Cái vấn đề là công việc mà. Với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Cho dạ. Nên là hầu như sẽ không có cái hàng ngày nghỉ Chủ nhật. Chỉ dạ. Là buổi tối thì được. Giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cứ nói là tự lập, nên là mình sẽ ở riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. Nếu anh thích làm dâu thì cái này là mẹ anh này hoan nghênh. Dạ. Mẹ là thích có con dâu, bây giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Dạ. Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em thấy rất thích. Những gì anh nói là hầu như 80% em ghi vào cái tiêu chuẩn chồng bạn trai. Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này, mình cảm nhận như thế nào, mình hãy nói cho đối phương nghe một câu thôi, không cần phải nói nhiều. Câu này thì nói là có duyên rồi thì chúng ta thử xem chúng ta có nợ hay không. Trời ơi, vẫn sale gì kỳ cục vậy, nói chuyện vậy chứ. Sao chốt hợp đồng ai mà đặt cọc. Trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông đúng không? Bây giờ em bước tới em kiểm tra chàng trai đó xem như thế nào.
bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị, mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị. Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm, là nó là mùi chính xác luôn đó em. Bạn trai đứng lên tiến tới cho bạn gái kiểm tra. Đứng lên đi em, kiểm tra đàng hoàng. Mấy chỗ này nguy hiểm lắm. Đi một vòng rồi coi em thoải mái, em cái gì thoải mái đi. Em trai nãy giờ có rung không? Dạ rung nãy giờ. Rung dữ không? Dạ có. Khi mà gặp người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta? Thì mình thích thì mình mới rung. Có thích thì mới rung. Một là rung tim, hai là rung tay, ba là rung chân. Nãy giờ thấy rung tay rung chân thôi. Rung cả người chú ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị quyết định của mình nha. Sau thời gian trò chuyện, nhìn nhau, nói chuyện và cảm nhận về nhau, các bạn có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Em trai giới thiệu về mình đi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Rồi chào, chào chị Ngọc Lan. Và dạ, chào bạn nữ bên kia cùng khán giả. Em tên là Thái Ngọc, năm sinh năm 93. Em quê Sóc Trăng, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Thái Ngọc làm gì? Dạ em làm bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y hả? Dạ làm bên mảng chó mèo. Là chích chó mèo rồi đó hả? Dạ. Ồ, ngành này xu hướng đó nha. Ngành này giờ khá lắm à. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả và chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh. Dạ, có tên là Võ Nguyễn Như Muội. Tên thường gọi là tên Kỳ An nên mọi người cứ gọi con Kỳ An nha. Thôi gọi Muội cho đi dễ thương đi. Muội sinh năm mấy? Dạ, con sinh 1994. Muội làm gì Muội ơi? Dạ, hiện giờ con đang là kỹ thuật viên của bên spa tại Cần Thơ và hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ ạ. Rồi, nhà trai có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ em có cái khuyết điểm là kiểu như gặp đám đông vậy nè, bắt đầu em bị khớp rồi bắt đầu em diễn đạt cái ý của mình á, nó không có rõ ràng, có khi người ta không hiểu được hết. Với lại em cũng hay bị áp lực cái vấn đề như là tốc độ công việc á, cái tính chất lúc nào em cũng muốn làm cho nhanh hết, em tự động em áp lực vậy đó. Có nhiều khi á là công việc kỹ nhưng mà em cũng gán làm cho nhanh nè. Cái vụ này nguy hiểm á, kỹ phải kỹ, chích nhiều khi nhanh quá nó chích lộn. Đúng rồi, cái tính này dường như là chưa không có bình tĩnh đó. Còn về cái phần ưu điểm thì em chịu khó, với lại em độc lập được tài chính. Rồi á là em thích nghi với môi trường nhanh, có nghĩa là tiếp xúc với đồng nghiệp hay là gì đó thì em sẽ tự thay đổi mình hoặc là hòa nhập với một cái môi trường, mối quan hệ nào đó nó nhanh hơn. Rồi khi mà nếu mà có vấn đề xảy ra thì em thường em sẽ ít khi nào mà em nóng liền hoặc là tranh cãi liền, mà em đặt cái mình vô cái vị trí của người ta rồi bắt đầu em mới có thể là không giải quyết được liền, nhưng mà em sẽ để sau mình giải quyết lại. Được, cái này được. Dạ. Dù khi mình nóng quá giải quyết nó sẽ bất lợi. Rồi mời nhà gái. Nhà gái em điểm mạnh thì là biết lắng nghe người khác, nhưng mà cũng là khuyết điểm luôn, là đôi khi mà lắng nghe mà câu chuyện vui thì em sẽ vui theo cái niềm vui đó, nhưng mà nếu mà chuyện buồn thì em sẽ hơi bị khó chịu và buồn theo. Và ngoài ra là biết nấu ăn và rất là thích nấu đồ chay, ăn đồ chay rất là thường xuyên. Còn nhược điểm của mình hiện tại và không bao giờ sửa được chắc là làm đồ ăn mà chế biến là thịt sống. Hả? Là sao? Là em không thể chế biến được cá, tại nó có mùi tanh là em không thể làm được. Và em không thể mặn gà được, em không thể đựng được. Dạ. Thật ra cái này cũng đức tính tốt đó, cái tâm tốt đó. Đôi khi trong công việc á, mà gặp khách hàng mà nó nặng chút xíu á, thì mình sẽ không có bật lại đâu. Mình sẽ là tìm cách giải quyết, nhưng mà của em là vấn đề này hơi chậm á. Cái đó là nhược điểm hiện giờ. Không nhược đâu em, cái đó là tốt đó. Em bật là khách hàng ta bỏ hợp đồng luôn á chứ bật. Không, nhưng mà đúng là bạn này nói là nhược điểm là cũng có phần có lý nha. Tại vì nhiều khi có những vấn đề chúng ta cần xử lý liền thì bạn này là chưa có tìm ra được cái hướng xử lý liền ngay tại chỗ đó. Hai đứa này mà hai đứa nóng một lúc là hai đứa tự nhịn nhau hết. Em còn cái nhược điểm nữa. Nhược điểm của em là thường tại vì cái vẻ ngoài á, cái khuôn mặt á, em chủ động, em vui, em cười thì nó sẽ vui, nhưng mà nếu mà em bình thường hoặc là em đang có chuyện buồn là em không có che giấu được. Thì giống như là người ta biết mình buồn liền.
Em đâu? Có làm cái chuyện đó. Cho coi coi bây giờ ví dụ mặt không cười coi. Mặt mùng 1 Tết gặp người ta vui lắm á. Mặt không cười buồn thiệt. Nó buồn lắm. Thay đổi từ từ thôi. Không sao, cũng đẹp trai mà. Đẹp bác trai. Sĩ trời ơi, tôi nói con rùi nó đậu rớt ông nội ơi. Láng dữ dùm đi. Sức cái gì mà láng dữ? Sức dầu dừa hay gì? Dạ đâu rớt, em vuốt keo thôi. Vuốt keo hả? Chuẩn bị kỹ quá ha. Kỹ quá. Bác sĩ Thu Y, tình trường sao nè? Dạ tình trường em thì có hai mối tình. Ừ. Mối tình đầu tiên thì cái đó thời đi học thôi. Cho qua. Thì cho qua, còn cái mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm. 4 năm, sâu đậm đó. Dạ. Sao chia tay? Càng về cái cuối thời gian giống như là yêu nhau thì thời gian đầu nó vẫn là một tình yêu đẹp lắm. Ừ. Cũng kia, nhưng mà về dần cuối bắt đầu người ta quá quen với cái sự có mặt rồi đó. Có thể là đến từ cả hai luôn là không còn chia sẻ nhiều với nhau nữa. Ừ. Hoặc là nó cuốn vô cái cuộc. Từ từ nó xa nhau đúng không? Dạ. Nhưng mà mình thấy mình có khuyết điểm gì trong cái sự chia tay đó không? Dạ, có lỗi gì không? Cũng có. Thí dụ là giống như là nhiều khi á, em hay dặn giống như là có nhiều khi bạn đó đi nhậu khuya về đó, cái em nhắn tin em hỏi thăm thì bạn đó nói lớn rồi còn hỏi hoài, ngủ đi. Rồi lần những cái lần sau đó em không hỏi nữa thì bạn đó giận. Tại sao không hỏi? Tại sao không hỏi đó. Nói chung là đó chỉ là một cái thôi, nhưng mà nó có nhiều vấn đề tại em không có thể nói ở đây một mình em được đâu. Nếu mà có bạn đó thì em mới đúng nói, rồi em không được. Nên nói. Dạ. Đại khái mình rút kinh nghiệm là mình biết cái lỗi của mình để mình rút kinh nghiệm cho cái mối tình sau này mình không có phạm phải thôi. Dạ. Vậy thôi, chứ mình không có nên nói không có chuyện người thứ ba ha. Dạ. Rồi vậy thôi, tôi qua tôi hỏi nhà gái coi. Đúng. À, chào em gái xinh đẹp. Dễ thương lên. Nhà có nuôi chó không? Dạ có nuôi ạ. Có mèo không? Dạ cũng từng nuôi luôn. Có nhưng... bao giờ đem tới bác sĩ thú y lần nào chưa? Có rất là nhiều lần luôn ạ. Mấy ông có làm khó chịu mặt bộ đơn không? Mà không biết làm sao gặp con thấy vui à. Gặp con vui hả? Dạ mỗi lần con chở chó mèo con đi là mấy chú niềm nở lắm. Sao niềm chắc nở? Là khách mối. Khách mối mà sao niềm nở? Dạ. Đâu có dám quạo. Thành ra cái ông bác sĩ bên kia kìa, đôi khi ông buồn người ta, khách hàng người ta thấy ông buồn người ta cũng không có vui. Thành dạ. ra mình rút kinh nghiệm là bác sĩ thấy người ta ẩm, bệnh nhân thấy phải vui chứ. Dạ, đúng khách không? Hàng mà đúng không? Chứ đôi khi là mình làm dịch vụ á, là đôi khi người ta là có một cái chuyện vì đó người ta bực dọc, thì mình làm dịch vụ là mình phải là đi theo khách hàng, mình phải là tâm lý với khách hàng chút xíu, mình vui vẻ, đôi khi là khách hàng sẽ ok. Đúng rồi, nghe chưa? Nghe chưa bác sĩ? Buồn mình phải ráng vui lên nha. Chứ buồn mình thể hiện ra khách hàng ta bỏ đi đó. Bạn cố lên nha bạn. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ con hiện 3 mối tình. 3 mối hả? 3 mối là. Mối dài nhất nhiêu? À thôi giờ con nói đầu tiên đi. Ở đầu tiên. Mối đầu tiên là chắc là năm nhất cao đẳng á. Cao đẳng yêu mấy năm? Có quen vài tháng thôi bị cấm sừng. Đang chạy xe bốn trên đường qua cầu, gặp bạn chở người ta. Có ôm không? Quan trọng chở mà có thấy ôm không? Ôm luôn. Rồi không biết đâu em gái ta đâu, không có đâu. Ôm cứ ngắt à. Chạy qua mà cây cầu dài như cặp sừng của con nha. Giờ gọi giờ luôn. Cây cầu dài như cặp sừng. Mới mấy tháng ông nội nào cũng chở cấm sừng ta vậy. Rồi bỏ. Bỏ luôn. Đúng rồi. Năm sau quen bạn mới. Và bạn nó dễ thương lắm. Mấy năm? Dạ, quen cũng được 3 năm quá. Ừ, rồi sao? Gia đình tính cuối. Ồ, tới nhà luôn. Nhưng mà lúc đó là chưa có việc làm ổn định. Rồi nhà có công việc. Nhìn nói chung là nhà gặp, năm đó là nhà gặp vấn đề rất là nhiều. Rồi con bị stress rất là nhiều mọi hướng nữa. Nên xin hủy hôn bạn. Trời đất ơi, này là cấm sừng người ta nè. Không, lúc đó không có quen ai đâu. Người ta đã tới rồi, còn sao hủy hôn là sao? Đôi khi cũng muốn xin lỗi bạn đó rất là nhiều. Tại xin lỗi vì hại đời thanh xuân của người ta. Nhưng mà lúc đầu là bạn đã hẹn rồi, hai bạn đã giao kết với nhau là ok, năm 2022 thì bắt đầu là sẽ cưới. Người ta thương quá, người ta phải cưới thôi chứ. Người ta nói cưới vợ phải cưới liền tay mà. Rồi cái quỷ hôn ta làm cái ông thất tình thiệt á. Bởi vậy bị quả báo cho nên tới mối tình thứ ba đúng không? Tới mối tình thứ ba quen được cũng vài tháng mà khách làm mai cho ấy. Rồi làm quen được vài tháng rồi bạn nó cũng xù. Đó, thấy chưa? Ai mượn hồi xưa xù người ta. Thấy chưa? Trả giá là vậy đó. Bây giờ sao? Coi như là bây giờ là giờ là quê rồi đó, nhân quả là quê rồi đó. Bây giờ đã đến lúc người ta tập trung vô là có người yêu để lấy chồng chưa?
con nhất quyết là năm nay 2022 là cưới đó. Cưới nha. Trời ơi. 2022 cưới nha. Chắc không? Bác sĩ thú y được không? Em ha. Em. Em. Em đó. Trai nha. À, người Sóc Trăng, người miền Tây nữa đó. Ngon. Không? Cao không? Cao. Đẹp trai. Con ruồi đậu rớt tụi nó tóc có láng rớt rớt. Trời ơi. Vậy vậy này chăm sóc hay kỹ nha. Bác sĩ thú y mà. Cứ là mỗi ngày con cứ đứng đó thu tiền chó với mèo thôi cũng ngon nữa. Không sao đâu, bạn cứ lôi chó đi, con lôi cho bạn nữa. Được, được, được. Lành quá trời. Rồi, mình mong muốn có người yêu như thế nào? Hiện giờ thì con mong là bạn nam là cái tính điềm đạm. Nói chung là... Quá điềm đạm, bên đó điềm đạm lắm. Dạ, đôi khi là có một số công việc thì buổi sáng thì con phải là tươi cười với khách hàng. Nhưng mà buổi tối thì về phải chia sẻ với nhau. Để hiểu công việc với nhau chút xíu. Với bạn phải hiểu con chút xíu. Công việc spa của con là giao du và ngoại giao rất là nhiều. Tại giữ mối khách hàng rất là nhiều. Nên đôi khi công việc của con là đi, có thể là khi đi làm ra lúc 8 giờ. Nhưng mà 8 giờ 30 là khách hàng gọi, ừ em ơi chị buồn quá, chị gặp vấn đề ABC các kiểu. Ừ mình phải ra cà phê với khách hàng chút xíu. Đôi khi là em phải đi là không về đúng giờ. Đúng giờ giống như là... Ví dụ giờ ở nhà người ta có công việc đầy đủ hết. Cái vợ về ta nó muốn vợ nhà quản lý cái tiệm thú y đó, đó. Mình nghỉ việc được không? Cái này là nếu mà bạn nam có điều kiện kinh tế mọi thứ ok thì ok, con sẽ lui về, con sẽ giúp bạn. Được. Dạ. Hợp lý. Nói chung là mình là người phụ nữ nên mình phải lo cho gia đình mình trước. Đó, lo cho gia đình tổ ấm của mình ok. Nếu mà sau này ok, mọi việc công việc của mình đặt ổn định rồi và mình muốn kinh doanh thì mình sẽ sắp xếp công việc với bạn và mình chia sẻ với bạn về kinh doanh riêng. Cô này cô lành thế ớn luôn đó. Được đó. Không? Bác sĩ đây có người này cũng hỗ trợ là cũng được lắm á. Rồi. Gu nhà trai sao chia sẻ cho chú Quyền Linh nghe nè. Gu của em thì ra em cũng không có gu chuẩn nào hết. Nó tại vì mỗi người mỗi vẻ mà. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không có. Chứ sao nhưng được mà nè? Phụ nữ thì phải chung tình, chung thủy một chút, đừng có lăng nhăng thôi. Còn mọi thứ còn lại về ngoại hình thì em không quan trọng. Tại vì ngoại hình có thể nếu mà không đẹp thì mình đi sửa lại. Tính đơn giản quá. Có tiền người ta sửa không? Bạn nam ơi, bạn nam kiếm tiền. Bạn nam ơi, mình muốn đi sửa là bạn cho phải không bạn nam? Mình gán làm thì muốn thì gán để dành thôi, chừng nào có thì mình sửa thôi. Vậy là tự mình gán làm hay bạn cho mình làm nè, cái quan trọng. Mình là đàn ông thì mình làm chứ. Mình làm cho lấy tiền cho phụ nữ đi sửa hả? Tôi rất là ít thấy ông đàn ông nào mà đi làm kiếm tiền cho bạn gái đi sửa sắc đẹp nha. Không có. Ít lắm á. Không có trời. Nhiều chứ. Vấn đề chỗ là đã yêu thương nhau thì cái gì cũng có thể chấp nhận được hết trơn á. Rồi, của chồng mà không cô gái bên đây là hoàn hảo rồi, không cần phải sửa gì đâu. Chưa chắc, biết đâu dưới con mắt của người ta cần phải sửa lại. Thí dụ như con mắt khoét cho nó to ra, cái lỗ mũi độn cho nó dài ra, cái mỏ độn cho nó rảnh ra, thí dụ vậy chẳng hạn. Mỗi người người ta thích làm sao, mình đừng có nhìn theo chủ quan của mình, đúng không? Nói chuyện đó tính sao. Rồi bây giờ nhà gái nè, mẫu hình lý tưởng của nhà gái sao? Con không có mẫu hình lý tưởng, tại mỗi người mỗi vẻ mà. Quan trọng là sạch, nhìn hợp mắt, nhìn ok, nhìn cao 1m7, hơi tròn trịa mũm mĩm đi. Tại em thích tròn trịa mũm mĩm dễ thương. Đừng có ăn nhậu nha. Nhưng mà ăn nhậu với con thì được. Đi thì ăn nhậu mà ngủ con theo là ok. Con thoải mái lắm. Với không có râu. Con ghét râu cực kỳ. Con không thích râu đâu. Râu khó chịu lắm. Con nói thiệt. Râu nó có nhiều cái đặc sắc lắm. Râu. Râu làm gì ta có râu làm gì chết khó rồi. Chịu con. Thôi không có được, không có. Hả? Con không thích râu đâu. Nhìn nó sạch sẽ, nhìn vị thương. Người ta có râu, người ta đâu có dơ. Ta có râu ta vẫn sạch mà. Thế mà râu như thế nào hả? Đôi khi cái râu ở trên thôi nhìn cũng ok hết. Râu nó nhột đã lắm. Thôi không được. Mắc cười lắm, nhiều khi đang buồn buồn cái có bộ râu vô cái cười liền. Đây có khi nào á mà cãi lộn cái xong con về á. Con quát không? Cãi lộn về ngủ phải không? Quát một cái giật nè. Là chia tay luôn á, tại đau quá.
râu không 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 đau quá quạo chế ạ. Nữa con lấy chồng đi rồi cũng biết râu nó có như thế nào. Đôi khi suy nghĩ nè, đôi khi cưới về đi rồi tính tiếp. Ừ, có râu không phải là già đâu nha. Bên đây râu có râu để tới đây thôi chứ không có nhiêu á. Nói chung là đang có râu rồi đó. Được rồi, vậy không thích hết trơn rồi, ta đang tính lừa. Không thích gì nữa nè. Ừ, không thích ăn nhăn. Lăn nhăn. Dạ đúng rồi, rồi. Con không thích ghen. Không thích ghen luôn. Dạ. Bạn nam hiểu công việc con chút xíu đi là sẽ không có ghen đâu. Tại công việc của con là tiếp xúc là đa số nữ thôi. 2% còn lại là nam. Nhưng mà xin lỗi nha, BD hết rồi lấy gì chơi. Trời đất ơi, sao con biết BD? Đôi khi đi làm bạn bè với nhau á, rồi chụp hình, bạn nam thấy ui chuỗi thằng này đẹp trai ngon quá rồi ghen. Không có được như vậy. Tại mình em mà nếu mà em đặt cái đẹp vô hàng đầu là bây giờ em không lên đây đâu. Dạ. Thật ra những cái đó dễ lắm, mai mốt bạn bè em cứ cho đi chơi chung. Em đi đâu chơi với bạn em dắt bạn trai em theo, em giới thiệu. Chơi chung với nhau hết, trở thành một cái hội bạn, một cái group bạn. Nó cũng tốt hơn cho mối quan hệ của mình nữa. Nhưng mà bạn em nữ không đi rồi mắc buồn. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Cũng bà không. Bà sợ á, bà chụp hình với con trai bà sợ người ta ghen. Rồi bây giờ bà rủ người ta đi chơi chung á thì bà kêu con gái không mà mất bồ. Không, bây giờ cưới về đi rồi đi kiểu gì cũng được mà. Trời ơi, cô này là cũng cô... mệt lắm á. Giờ đi với ai nè, cô gái đi với ai? Dạ, bữa nay thì đi với bà nè, với mẹ, bà bạn nữa. Rồi. Đi với ai? Bà hai bạn. Bạn hả? Dạ. Rồi mời đại diện nhà gái đi nào. Chào MC Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Tôi tên là Ánh Ngọc, là bà của Như Mũi. Bà nội hay ngoại? Bà mợ. Bà mợ. À dạ. Mình thì không có ý kiến gì, nhưng mà nếu mà gặp nhau đã làm cái duyên thì có cơ hội thì hai cháu nên tìm hiểu thêm. Tôi xin hết. À rồi, xin ý kiến mẹ cái coi. Nhận xét thì chú này cũng dễ thương. Cảm ơn. Nhưng mà cũng chắc có thời gian tìm hiểu nhau hơn. Mà mẹ cũng cho quyền của con. Cái đó là cái cuộc đời của con và quyết định của con sau này. Rồi, cảm ơn mẹ gái. À, trai đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình hả? À, nhà dưới quê cũng hơi xa đúng không? Cho hai nhà gặp nhau gặp thôi. Nhau đi. Mở rào. Gửi em cái bó bông. À em gửi anh nha. Rồi em cảm ơn. Cái này của em là cái này cho em làm và kinh doanh thêm tại mảng của em thêm. À, cái này là mứt vỏ bưởi nha. Rồi anh có thể ăn thử không? À rồi. Ăn đi nhìn đi. Rồi được ha. Rồi thì mới kéo ra thì em hơi bất ngờ về anh chút xíu là nhìn anh rất là giống bạn học của chị hai em. Chị hai em cũng học bác sĩ nữa, nhưng mà bác sĩ đa khoa. Thì khi kéo màn ra em nhìn anh, ồ, hết hồn một chút xíu. À, anh ok. Được. Anh trai ấy. Anh thấy em đẹp. Cảm ơn. Dễ thương. Em cười cũng đẹp nữa. Nhưng mà tại vì anh có nhiều nhận xét, mà tại vì anh hồi hộp quá, anh không nói được. Với lại anh lên đây là thật sự anh nghiêm túc để mà hy vọng là tìm được một cái mối quan hệ á, nó gắn chặt với cuộc đời của mình. Có thể là 2 phút này nó trôi qua nhanh, nhưng mà anh hy vọng 2 phút này nó sẽ là một cái bước ngoặt của cuộc đời anh, có thể là nó một cái gạch đầu dòng cho cái trang sách mới. À, anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Thích không? Thích. Với lại em lanh, có thể là em sẽ bù lại cho anh cái đó. Tại vì anh bình thường nếu mà ở ngoài thì anh sẽ không có ít nói tới nỗi không nói chuyện được gì đâu. Mà bữa nay anh rung ha. Rồi. À, anh biết nhậu không? Biết. Anh nhậu bao nhiêu lon? Anh nhậu một vài lon à, nhưng mà anh hiếm khi nhậu lắm. Thôi không sao đâu. Tại vì chắc 2-3 năm nay chắc anh nhậu chắc 1-2 lần gì. À, thôi không sao, nhậu ít được rồi. Đừng nhậu nhiều quá, em không thích nhậu nhiều đâu. À, anh uống một vài lon thì vui thôi, ok.
em đi nhậu anh cho không? Cho bình thường. Nhưng mà cái tật của em nhậu phải kêu về nha. Anh phải điện kêu em về nha. Đôi khi không có người kêu về cái em vui với bạn quá vui luôn. Nhậu anh đi đón về. Hứa nha. Không có la nha. Ai mà nói lớn với em là em giận, em buồn cả ngày, em buồn hoài luôn. Anh ít nói lớn lắm. Không có nói lớn. Em làm sai anh nạt em không? Không có nói lớn mà tự nhiên nạt không? Nạt không? Không. Không nạt nha. Hứa nha. Mọi người nghe rồi đó, hứa nha. Mười mốt mà bạn nạt con đăng Facebook mà mấy mọi người vô mà phẫn nộ bạn nha. Không nói vậy thôi chứ thôi, gia đình mà đâu có đăng Facebook. Rồi con có nạt người ta không? Thôi con hiền lắm, đâu nạt chi. Không, cái bạn này chắc là bị một vấn đề gì đó nên đôi khi bạn ghen thì ghen cũng không có gì, nhưng mà đừng có ghen quá. Đôi khi em đi chơi, em có một thằng bạn nam chơi với nhau là từ hồi còn mầm non mới nhú luôn, chơi với nhau thân lắm. Nhưng mà BD thiệt. Ghen thì ví dụ như là trừ khi là em chụp hình hoặc là em hôn người ta đó. Thì lúc đó có thể là anh sẽ ghen, chứ không phải là chụp hình chung mà ghen. Em cũng vậy nha, có gì em không thích thì em nói cho anh biết. Chứ đừng có nhịn nhịn gì đó mà còn không biết nữa thì thôi. Có khi anh không biết thiệt. Có khi anh làm sai nhưng mà anh tưởng là anh đang làm đúng. Thì cái này có gì thì em nói luôn, nói là em không thích vậy. Em thường thường em rảnh ngày nào? Một tuần em sẽ được nghỉ một ngày. Thì nói chung là tùy theo sắp xếp công việc của mình thôi. Nhưng mà hiện giờ ở bên em thì đổi lại lịch là một tháng cho nghỉ 3 ngày và tự lựa chọn ngày. Anh thì anh dễ hơn, tại vì anh làm chung với hai anh em thì anh muốn về thì anh kia làm. Thì đó, ví dụ như là khi nào em cần dặn gì đó thì em nói rồi anh có thể anh về được, chứ không có đợi tới một cái ngày nào đó cụ thể. Em thích cái gì? Em thích cô gái đẹp. Không, em nói thiệt đó, em thích gái đẹp lắm. Mười mốt em gặp gái em cực hiệu, hỏi anh nè, thích ngắm gái hỏi không? Anh cái gì? Thích chị đó không? Chị đó đẹp không? Thích ngắm gái không? Thích chứ sao. Nhìn mặt mà trai mà. Rồi sao, rồi sao nó thích? Sao nó, ví dụ anh nói anh thích thì sao? Anh thích đi, dần lẫy chơi. Dần lẫy kiếm người vỗ chơi. Về quan điểm là về sinh con đầu lòng, đứa nào thích trai gái gì nữa, trao đổi với nhau biết đi. Bạn sao? Anh à, anh sao? Ngày sinh con đầu lòng thì trai hay gái gì cũng được. Trai gái cũng được. Anh dự định kết hôn của mình là như thế nào? Anh dự định kết hôn thì tại vì anh cũng đã chuẩn bị rồi, chuẩn bị trước là chuẩn bị không được nhiều, nhưng mà cũng có chuẩn bị rồi. Mai mốt ví dụ như là dự định ra kế hoạch cuối năm nay hoặc là qua năm sau gì đó. Tại vì anh dự định là tháng 3 năm sau anh sẽ về miền Tây anh làm, chứ không có cố định ở đây. Anh không muốn về xa nhà nữa. Có thể là Cần Thơ, Hậu Giang hoặc là Sóc Trăng gì đó, tùy theo cái điều kiện kinh tế của bản thân anh, rồi anh có thể làm ở đâu được nhiều, giống như là một cái số tiền mà mình kế hoạch lớn rồi đó, đủ làm thì anh làm ở Cần Thơ, còn không thì anh sẽ rút về Sóc Trăng anh làm luôn. Bác sĩ tới nắm tay cô gái đi, nhìn thẳng vô mặt cô gái, bây giờ mình nói chuyện cô gái, mình cảm xúc gì đó, mình mong muốn gì đó, mình thích hay không thích thế nào đó, mình nói đi. Nắm hôi nắm chặt đuối vậy trời, mấy năm rồi chưa nắm tay ai. 2019. Ôi, 2019 tới giờ mọi người ơi, hẹn chi nắm rồi nó lạnh, nó gung quá trơn luôn. Khi mà anh quen em, anh cần làm gì, khi cưới em cần gì đó. Gán làm nha. Nói đi. Gán làm. Dạ đúng rồi. Thật sự anh rất là quan trọng cái bữa nay. Anh để, ví dụ như cái bữa quay casting là anh đã mất ngủ rồi. Rồi xong rồi hôm qua là anh không có ngủ được luôn. Anh ủi đồ xong rồi này kia anh trông cho trời sáng. Vậy đó, thật sự anh rất là nghiêm túc. Dạ, em rồi, cảm ơn. Rồi em gái mong muốn gì ở nhà trai cứ nói đi. Cố gắng làm việc này. Rồi. Gắng làm. Dạ, gắng làm nha. Rồi. Hỏi coi bây giờ mày muốn lấy giao tiền ai giữ gì đó, hỏi đi. Cái này là về nhà sẽ sắp xếp không, riêng. Nói luôn, hứa trước mặt mọi người luôn đi. Chú Quỳnh Linh hỏi kìa, bạn không trả lời có. Sao? Chú Quỳnh Linh hỏi.
Thì nếu mà làm hỏi chứ. Về thì ví dụ như là dạo giữ hết. Ví dụ như là ví dụ em kiếm được 10 triệu về. Thì trong đó em cũng anh cũng có kế hoạch gọi lương của vợ anh nằm trong cái tiền của anh luôn. Rồi còn nhiêu là em giữ. Có nghĩa là em được quyền xài, ví dụ như anh đưa cho em 10 triệu. Nhưng mà bản thân em thì cũng được xài 5 triệu trong đó, còn 5 triệu là để chung. Dạ. Em để dành em chừng nào em muốn gì mua. Dạ. Là em cảm ơn anh nha. Bữa nay con xin phép cô để cho con được làm quen với bé muội. Rồi con cũng hy vọng là tụi con có kết quả tốt đẹp hơn. Dạ. Con xin phép cô. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy, chính thức mình đã hẹn hò với nhau đó. Tôi thấy lo cho chàng trai quá. Không, thật ra không có lo đâu. Thật ra thế này nè, chú Linh rất là thích cái tính của con. Nói gì nói trong cuộc sống tất bật mưu sinh này, nó cũng cần một chút vui, hài hước như thế để nó quên đi những buồn phiền trong cuộc sống. Nhưng trong sâu thẳm cái tiếng cười đó, cái sự bông đùa đó, nó là một cái chiều sâu về suy nghĩ rất là kín kẽ luôn. Bạn trai ở đây á, hơi hiền chút xíu, chậm chút xíu. Nhưng với sự hỗ trợ, bổ trợ của bạn gái thì chúng ta sẽ tạo nên một cái cặp rất là hoàn hảo luôn. Bạn gái rất là thông minh đó, nha, rất là vui luôn. Nói gì nói, đây là con người phải nói là cũng sâu sắc lắm đó. Cố gắng giữ lấy, quan trọng có giữ được hay không thôi. Chứ thật ra là chú thấy là cặp đôi này hợp đó. Chú tin điều đó. Bởi vì nhìn mẹ với lại nhìn bà đó, chú tin rằng ở cô gái này có một sự chân thành rất là lớn luôn. Hả? Chị, chú thích cái tính đó. Chị thì thấy là cái quyền quyết định trong gia đình của các em á là do em. Đúng rồi. Em là nóc nhà đó. Cho nên là vui hay không là cũng do em, buồn hay không là cũng do em. Nói chung nên đại đa số nóc nhà là phụ nữ kiểm soát hết. Kiểm soát nó nghe không? Không, dễ thương. Thật ra cũng không có gì nó quá lắm đâu. Kiếm được một cô gái mà luôn mang nhiều cái nguồn năng lượng như thế này thì rất là khó nha quý vị. Quan trọng là chàng trai này phải chịu được cái áp lực đó. Nó chịu được. Thật ra cậu này là rất là bình tĩnh, kiên nhẫn nữa. Ha? Và hai đứa sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Bây giờ nè, trước mặt mẹ với bà nè, hứa cái gì đi. Hả? Con xin cảm ơn mẹ với bà đã cho phép mà muội lên đây chương trình để con có cơ hội nắm tay ngày hôm nay. Con nắm tay rồi, con xin hứa con sẽ làm mọi cách, sẽ không buông tay muội ra đâu. Chỉ có anh muội buông tay con. Có thể, nhưng mà con sẽ cố gắng nắm thật chặt cái đôi tay này, đi càng xa càng tốt. Hay quá. Mùi nói gì đi, mùi nói gì có bà có mẹ nè, mùi nói gì đi. Mình lớn rồi đó, đây là một gia đình, có thể nếu chăm sóc nó đến lúc đâm hoa kết trái nó sẽ hạnh phúc mãi mãi luôn đó mùi. Nói đi. Con hy vọng cuộc sống sau này thì sẽ im ấm. Sẽ im ấm. Im ấm. Dạ, con hạnh phúc là được im ấm thôi. Dạ. Rồi. Nãy giờ tôi mới thấy giây phút này là nghiêm túc nhất của bà đó. Đôi chứ chị cũng rất là thích cái tính cách của em. Cứ giữ mãi cái nụ cười, giữ mãi cái tinh thần như vậy nha. Dạ. Cảm ơn chị. Chương trình có một số... quên, mình còn làm một cái thủ tục. Đâu rồi, không đâu. Xin phép bà với mẹ cho con không muộn. Đó, bà bây giờ bạn hôn tay mình đi. Nồi không quen, ngại lắm. Cô ấy là một con mèo nũng, gọi là con mèo nũng nịu ha. Một con chó đỏng đảnh ha. Cố gắng chăm sóc cô ấy nha. Chứ coi như là nũng nịu lắm luôn á. Tôi thiệt, tôi bây giờ tôi cũng muốn nũng nịu như vậy. Tới cái tuổi này còn vậy, nhưng lớn lên chút xíu nó sẽ bớt dần đi, không sao đâu. Ha. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hy vọng là người lớn sẽ hỗ trợ các bạn nhỏ để các bạn có thể tìm được giá trị hạnh phúc và yêu thương. Ở đó chúng ta sẽ có một gia đình rất là ấm áp.